mình luôn tự hào là một người chồng tốt và là một người cha mẫu mực. Nhưng mình không ngờ rằng trong mắt người khác, mình lại là một kẻ đáng thương, luôn bị vợ và ba vợ xem thường. Không phải, không có lý nào. Không phải vậy, không thể như vậy được. Tâm Anh à? Dạ, con không uống đâu chú. Con chỉ hỏi coi nó đã hư chưa thôi chú ơi. Không phải chuyện đó đâu. Ở đây. Dạ. Chuyện gì vậy chú? Con thấy chú là người như thế nào? Ừ? Là sao chú? Con thấy cô với ông trong nhà này ăn hiếp chú lắm đúng không? Dạ. Ờ. Thì ra là vậy thì. À chú ơi, hồi trước á, con cứ nghĩ chú là người làm công á, giống như chú tài xế vậy. Chú sao vậy chú? Chú không sao đâu con. Chú có cần một bờ vai không chú? Con cứ giữ bờ vai đó để mà xài chứ. Ê nhỏ kìa. Mày uống sữa của tao đúng không? Mình đâu có uống đâu. Mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày uống chứ ai uống được. Mình đã nói là mình không uống rồi mà. Trong nhà này ngoài tao với mày ra thì còn ai uống nữa? Nhưng lỡ người khác uống thì sao? Người khác thì mà người khác. Mày chuyên gia là ăn cắp. Tại sao con có suốt ngày ăn hiếp Tâm Anh hoài vậy hả? Con có ăn hiếp đâu. Nó dám uống sữa của con nè. Nè nè nè, mẹ nhìn đi. Sữa của con tới số 8, bây giờ chỉ còn tới số 5 thôi. Nó đã uống 3 nấc rồi còn gì? Ồn quá đi. Ồn thì sao? Biến người khác. Ồn thì sao? Biến. Chậu chết rồi đi. Mày biến, con này cũng biến luôn. À, sao đánh con? Sao đánh con? Chó với mèo. Đây, nhìn kìa, một hình tượng rất đẹp. Đó, thấy chị em Tâm Ý Tâm Anh không? Nhìn mà học hỏi đi. Nhìn kìa, nhìn đồng hỏi đi kìa, nhìn kìa. Mày nói gì vậy, tao bóp cổ mày bây giờ. Chị ơi, chị ơi, chị. À chị ơi, à, để em thay dép xong rồi lên lầu em nói cái này cho chị nghe. Gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Chị còn nhớ cái bạn hôm bữa cho em kẹo không chị? Bạn đó nói hôm nay sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị nhớ là món chuối chiên cho em nha. Em đã nói với bạn đó là chị là món chuối chiên ngon nhất Sài Gòn luôn á. Không có được đâu. Đây có phải là nhà mình đâu mà em tự tiện dẫn bạn về vậy? Nhưng mà em chỉ chơi trong phòng này thôi, sẽ không làm phiền ai đâu mà chị nha. Không có được đâu. À, hay là chị cho tiền em đi chơi với bạn nha. Thôi, em thích chơi ở nhà hơn à. Nha chị. Chị đã nói là không có được mà. Sau này á mình có tiền mình mua nhà đi, rồi em muốn dẫn bạn về cũng được. Chị lúc nào cũng nói sau này. Bộ chị không một câu nói khác nữa hả? Chị làm em thất hứa với bạn, chị có biết là em xấu hổ với bạn lắm không? Em nói nhỏ nhỏ thôi, cả nhà nghe bây giờ á. Em còn muốn nói lớn luôn nữa. Chị đúng là cái đồ đáng ghét. Cái con nhỏ này bữa nay bị cái gì vậy? Chị còn quấn em nữa hả? Chị đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này luôn á. Cái con bé này. Nè Tâm Anh, em phải để giày dép gọn gàng vô chứ. Giày em muốn để sao kệ em. Nè, đứng lại coi. Chuyện này hơi bị vui rồi nha. Em làm cái gì vậy hả Tâm Anh? Chị dạy em hỗn hợp vậy sao? Nè Tâm Anh. Chuyện gì nữa? Em để giày lên sao để kệ em chứ. Em đừng có hét lên được không? Chị đã nói là không được hét lên rồi mà. Trời ơi, em muốn nói ra kìa em. Cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài dọn giày lại cho chị đi, nhớ lên. Không, đó, đi. Giỡn người ta mà. Sao vậy trời? Có gì đâu mà không hiểu. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng.
Ê Tâm Anh, lại đây nè. Mày đang muốn chọc tức chị của mày đúng không? Lại đây, tao chỉ mày một cách dễ lắm. Bây giờ mày chỉ cần mày quăng đồ chơi của tao bừa bãi thôi, chị mày sẽ tức điên lên liền. Thử không? Thôi, mình không cần đâu, cảm ơn bạn. Làm chi? Em chơi xong thì phải dọn lại cho gọn gàng đó nha. Em không dọn đó thì sao? Bè, chắc là coi cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy? Còn muốn chọc tức chi nữa hả? Chị mệt lắm rồi đó nha. Kệ chị chứ, chị tự dọn đi. Bleu. Tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Thiệt tình. Ủa chị đang bị cảm hả? À, không có. À, Tâm Ý hả? Dạ. Nè, hôm nay con không cần phải nấu cơm tối nha. Hôm nay là sinh nhật của chú Ngọc, cả gia đình đã đi ra ngoài ăn tối rồi. Dạ. À, cô dặn nữa, cô thấy mùng mình chiếu gối nhà mình dơ hết rồi, con giặt giùm cô nha. Dạ. Chị uống thuốc chưa? Tôi nha. Vậy hả? Bà chị tôi sắp sinh rồi, cứu bộ giùm tôi đi. Cô ơi, thở nằm ở đâu vậy? Đang có dịch cảm cúm đó, chị đừng có chủ quan, lo mà đi tới bệnh viện khám đi nha. Tâm Anh à.